Lấy quay 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 em được tên đi rồi anh nhân ơi, hình quá. Không tăng nản chứ là không tiền à. Vâng ơi, xà ba cũng qua xà phố thì mẹ em chơi đấy ơi. Bao cháy. Bao cái đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ tan quả nước ra căng đánh ấy. Bé là cháu mất tà mà sao khẩu thế thế này? Bé là có tan cả này này, hay ơi. Có cả ăn chứ rồi, có thể lấy quay quay quay, em được đến TV rồi anh Nhân ơi, hình quá. Tốt cá mà, nó xin là không tiền mà. Mấy chị của nó để áo bài áo nó đi. Cháu thích tên nhé, cái tay nó dùng nào, nó cá lại cầu thôi. Trong coi tay đâu ấy, xin tăng con đi. Cháu tên nghe nó là tác lại buồn mà. Cái này phải là tên nó tăng ta đầu. Ao lê đầu mấy đâu bom đầu em hả? Đầu quá chén hết. Cháu quấy. Nhớ là làm đi ạ. Em đi kiểu á? Em đi sảy quá luôn. Ăn ở má em đi sảy quá. Bảo hả con? Bảo vào đây. Mi ra mày ấu đấy. Ấu đấy. Em kiểu á? Lá mi đây nè. Sảy nữa mà sao cô không nha? Chúng cầu á? Bảo vào đây xem đấy cái này. Tổn coi con. Tổn coi thức cắn ngáo lắm. Đang có nói nó sẵn đi con. Vâng ơi, xà bà cứ qua xà phố thì mẹ em thấy đây. Có đã không bảo đấy. Bảo cháy. Bảo cái đây. Xà phố ra lúc bảo cháy không nè. Lúc cháy thật trái xà bà ở trên quá. Em nay thì kìa. Em nay có quên nhá. Em nay thì kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cẩn thận nhé, cái thang kia sợ lắm. Gây mưa hành nặng đây. Ôi ôi, từ từ thôi. Trời ơi, đổ hết rồi còn đâu nữa. Đồng chí này trốn rượu giỏi đấy. Ra đến ngoài này mới lấy thì thật trốn rượu. Anh nhà này nhắc táo nó có đi. Mình đi cái máu nào rồi nè. Thằng kín đâu hả? Xin văn đâu? Men co mà là thỏ sao chứ lo. Hàm xin văn. Còn cái tủ nữa. Phải không? Tí nữa là chuẩn bị ăn cỗ luôn rồi mọi người. Cái này anh bếp trưởng này. Coi. Đây là tủ quần áo à? Hết rồi qua. Hết chưa? Còn không? Đây, xe chở đồ ra nhé mọi người. Đồ xếp hết lên xe. Chuẩn bị xuất phát về bên nhà trai. Bữa tăng thì cả lại khai xe nè. Cái đi ó cái đi. Đi. Em mà chụp ảnh.
Đấy nhá mọi người, nhà gái đây. Nhà sàn. Nhà sàn cổ luôn. Rất là rộng rãi. Đây à, xe đây à? Xe cô dâu chú rể đây à? Không phải đâu quá. À. Xe to thôi. Mới phòng hóa xe đi, mới em cho phòng hóa xe đi. Đang xếp đồ. Rất là nhiều đồ, hẳn một chuyến xe luôn rồi. Này à, hai vợ chồng trẻ ít nữa về khoảng phải mua sắm cái gì nữa. Đồ đạc trong nhà đủ hết rồi. Đây có cả cái. Cái này máy giặt phải không? Ờ, máy giặt. Máy giặt đấy. Đủ hết rồi, không phải sắm gì, nồi niêu xong chảo. Đủ hết. Người à, gái đen lấy vợ là vậy. Không nghĩ vợ rồi thì còn được cả mọi thứ, đồ đạc. Nhà nào mà có điều kiện thì cho hết. Xe máy, xe miếc cái thứ đầy đủ. Mắt đỏ đỏ rồi. Đi xe máy ấy, mọi người để cho đi xe. Một chiếc xe mang biển số tình yêu đã được sẵn sàng. Chú rể đây ngồi lên xe rồi. Chở đồ cũng đã xuất phát rồi.